Ok, lâu lên em. Hôm nay thì thử qua con game là Wittermap vậy. Game này thì tôi nghe bảo là có độ khó rất là cao luôn. Kiêu kỹ mà. Rusted Moss. Ship mod. Không những là nó 2D platform mà nó còn phải kết hợp với chuột đu dây và nhảy nữa. Thử coi một cái trailer để coi nó độ khó cỡ nào. Thì tôi chưa có chơi thử lần nào hết. Chỉ mới xem sơ sơ mấy cái video thôi. Vừa đu dây vừa phải bắn súng coi gần xác định là ăn hành hơi bị nhiều rồi. Né bằng mềm mà tảng nó bắn bay như vậy mà chưa né ba trận thì cũng chơi không nổi nữa. Độ khó game này phải nói là cực kỳ cao luôn. Đồ họa thì cũng rất là đẹp, nhiều cái đoạn cắt cảnh mà dựng như anime như nào. Đồ họa trong game thì chỉnh pixel thôi, nhìn cái farm này là thấy con game có đầu tư rất là chỉnh chu về mặt đồ họa rồi. Game này ra mắt vào ngày 12 tháng 4, đánh giá rất là tốt luôn, cực kỳ tích cực luôn. Giá game thì khoảng 210 ngàn. Rồi ok, vô thử game coi nó làm sao. Có hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ à, nhưng mà tất nhiên là không có tiếng Việt rồi. Multipod tiếng Anh chết tinh. Ồ, game này bản chất của nó là độ phân giải nó rất là thấp nha. Rồi bật FPS lên coi thứ hai nó làm sao. Hiện tại thì con game phá luôn á mà ở này rồi. Zoom up là sao ta? Bắt sau music. Thôi không lên được 144 FPS à. Editor hình như là chế độ chỉnh sửa map. Và bắt đầu nữa này. Này là mấy cái file xếp cái gì. Normal đi, normal cho bình thường. Vậy đi đầu tôi họ đang tìm kiếm cô ơi, chúng ta cần phải tiếp tục di chuyển. Được rồi, thì mình đang nói chuyện với con mà tròn tròn như ma chơi nha. Mà The Ship thì sống trong cái hòn núi phía trước, chúng ta còn phải mang cô ấy về. Rồi đúp át đi, nhảy nút cấp rồi nhảy có mà bám lên tường nhưng mà liên kết rồi bơ xiên đó nha. Đó, nhảy có đu bám lên tường luôn. Rồi rớt xuống thì nhấn nút chuột thì đè nó không có bắn tự động, mình phải nhấp nên hơi cần tí. Nhấp thì mình dễ control hơn á. Ở đây tôi thấy có đường nữa nào phải không? Có đường ẩn thiệt luôn rồi. Ấy, cũng hên là nó bắn đập ngắn á, như sọt ganh vậy. Phun đi, phun đi. Có nhảy phết. Để tương tác mình lấy được mấy cái hộp này thôi, không có biết tôi double zoom hay là gì không ta.
Nhấn E để dùng cái mana nó hồi như máu vậy đó. Không bắn được dê nó chết à. Có cái cổng ở đây nhưng mà không biết nó là cái gì. Ủa? Cái chữ T hình như là nhảy cao hay vậy? Hết bằng xếp. Ép bà vô trang bị mấy cái trang sức của mình. Chỗ này chắc có double zoom thì mới nhảy được. Ở đây có cảm giác có gờ tường nó bám nè. Ý giá. Chỗ này là gì? Ê, nó vùng lên chứ không phải vùng xuống. Đau. Chỉ có thể là đeo vô cái trang sức này ở cái điểm checkpoint như nãy thôi. Ở dưới có đường, ở trên cũng có đường. Có hộp bánh kìa. Ý. Như không tới nó hay gì á. Không có coi được bản đồ nữa. Đây là như cái bay cắm trại vậy đó. Hết. Ép. Ờ cái nãy mình lụm được đâu? À đây. Tăng thêm đam khi mà đầy máu. Bắt ra, đây. Nãy giờ chưa gặp mấy con quái nào khó nhằn cả. Chỗ này chưa nhảy được, chỉ có đi xuống thôi. Còn gì giống boss quá vậy? Maya là em này đó hả? Nó đang bảo vệ con Kobo này nhưng mà chưa bao giờ chúng ta cùng một phe cả. Quen. Ơi. E làm gì? Trời nó kêu E hồi máu. Ơi, thôi vừa kịp. Còn có 1 chấm máu à. Ủa sao chết?
Đi ngang qua được không ta? Chắc không đâu. Sau này mình có cái móc hay cái gì đó mới lên nó được thôi. Cảm giác lấy cái map là như vậy. 61. Trả lại, trả lại. Con này cái bộ chiêu nó có vẻ là đơn giản. Bây giờ mới qua phase 2. Lăn à, lăn à. Đúng không? Phải bao. Em đó thăng thiên luôn. Hú mạnh mà chín này đó. Là thành người công nghệ luôn đó hả? Cyberpunk à? Rồi em nói bây giờ đã cho mình một cái công nghệ cũ rồi là cái mỏ neo. Bây giờ mình có thể nhấn chuột phải để sử dụng nó. Đâu thử anh. Trời ơi, trời, còn phải đu qua đu lại dùng cái trọng lực nữa. Hiện tại chưa có cái finger nào hết. Ép để làm gì? Thì mình cái cọng dây là không có tác dụng co giãn gì hết đó. Nó chỉ có tương tác với trọng lực của mình thôi. Nên tốt nhất là mình phải chạy rồi nhấn. Đây nè. Đấy. Nhảy lên chạy rồi nhấn. Phải nhấn một lần nữa là để thả cái chuột phải nha. Game này công nhận là rồi. Ê khó hết đó chết. Ê phải thì con game không kịp rồi, vừa được kịp cái này an toàn. Khó nha, rất là khó luôn đó. Con em nào mà chơi Apex chắc biết con Pathfinder á. Dây hơi ngắn rồi. Dây phải dài dài mới được. Bây giờ ơi có thể bung dây một lần nữa trong lúc mà mình đang đu.
Có. Khó hơn mấy con game mà sau nữa. Lên được trên đây là nó rất là khó. Nó làm cái giáp bên đây bé tẹo à. Thôi qua được rồi. Dễ đố là phải bắn vô hai con mắt đó tắt nó đi. Vãi. Rồi tới ơi. Nhảy lên. Đi ra. Nhẹ nhàng, chậm rãi cẩn thận từ từ. Lên được rồi. Đủ hết mắt chưa? Mình cần phải tắt tất cả con mắt để đinh trên đây nào, đúng không? Rồi ok. Game giải đố rồi cũng khó nhận rồi mà chơi được thì cũng khó hơn đó. Cầm chậm cái đạn của quân địch. Ồ. Nó có cái số điểm ở góc trên bên phải nè, nên là mình chỉ có giới hạn gắn được tối đa là 10 điểm thôi. Nên cái này là mở nhiều thì cũng chưa chắc là xài được đâu. Đổ gớt xuống dưới hết trên rồi. Chưa lên được.
Có nghe, làm sao lên đây được? Bó tay rồi. Không được, phải lên đây mới được. Ôi, không lên. Thôi rồi. Leo bên đây có gần rủi ro gì là có khả năng có boss bên đây. Đâu sao lên được. Có kinh khủng khiếp luôn, bó tay rồi. Nhảy bám vô đây là phải giữ cái bên trái rồi bấm nút nhảy nữa thì nó mới bám như đó là nó thiết tập rồi. Rồi đi thôi.
cái chất độc này rất là độc hại, không nên đứng trên nó quá lâu. Trời, vừa đụng vô cái đi liền với nó. Ê! Game này nó khó. Đã khó rồi nó còn chơi mà án hơn. À gần mà đầy ống thì mình cứ đu dây lên mình trốn thôi. Cái gì? Tạch chân à? Dạ. Yeah. Nó còn lặn dưới nó chơi trốn rồi nó bắn lên nữa chứ. Mở cửa, bên đó. Ôi ơi, tăng thêm cái máu tối đa của mình. Trên này nếu có đường nữa nè, hoặc là cái đường xuống chứ không phải đường lên đâu. Ủa, cái đó không phải là cái chinh cơ nè, cái trang sức nè. Rồi boss nữa gì đây? Mà giờ đã cảnh báo mình với họ rồi. Đi có nhiều loại súng hay nào? Đừng có bay nữa em ơi. Xuống đây với chị. Ủa sao bắn hoài nó máu nó còn hoài vậy? Ôi vãi, nó chơi cái độc dâng lên đó. Ây, 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 ây. Ôi vừa kịp vừa đủ sống. Cái gì nó vậy phải ba? Vũ đạn con game nó khó tàn bạo không? Ây, một mạng rồi.
Ai à. Ôi, được rồi. Phải 4 luôn không? Ôi. Rồi thất bại rồi. Chơi game này lỗng thọ quá. Chưa kịp lụm mà. Ấy. Ừ, lụm kịp. Mà có thành tựu mới à. Hẹo rồi hả em? Những người mà có cái sức mạnh phép thuật trong người thì giờ đây đã trở thành phù thủy, thế giới thay đổi rồi mà thực đã trở lại, dù sao thì con người đã có thể sử dụng nó. Một mảnh của cái tia thì là cái gì đó, còn ấy đi tìm sơ, cô ấy là biết làm cái gì đó mình xưa chứ trong mà bên được gạch là ăn được mà. Gì đây? Ờ hên quá, đỡ phải đu luôn. Chứ bắt người đu lên chắc có 30 phút nữa. Ai nữa đây? Em này thì bán một số cái đồ ma thực cho mình. Rồi. Bắt đầu miếng tìm xưa thì đi qua ngọn núi nữa. Nếu được gặp được con ấy thì chào. Con này là em trai nó. Em trai, anh trai đang vô đơn. Sao mà hành động liên tục như ta? Mình chỉ đủ mua một cái thôi nên cân nhắc cho kỹ không? Đạn thì to hơn. Đi, chơi hàng bự đi. Kêu. Có cho bán thiếu thì inbox nha. Cái này 7 lần. Làm sao mới lên được cái này nữa nè, chứ không thôi là chỉ gắn một hai cái như gì thì mất công lắm. Điền dưới thôi ra. Thôi điền trên đi, nhìn cái đó hết dám đi luôn. Có cái ba lô ở tầng trên. Đây, đây có cái trận maximum của mà cái kia bên trái có cây súng nữa đây luôn. Súng lục hồi nãy là à, nút xếp. Tại sao là cái súng lục với cái AK ta nó có trên là sức mạnh không, để coi mình lên được nhiêu cái trận này. Lên được 12 vậy thì cái 7 với cái 5 rồi, ok. Có phải mình ta 7 5 giờ rồi đúng rồi. Dưới đây có đường nữa rồi. Cổng này là sao? À cái súng lục này càng bắn nó càng nhanh. Cái gì? Khi mà nó nhanh ra mình buông ra nó bay ra được cái này nữa, hiệu quả phết á. Trên còn đường không? Con game này mà tôi cảm nghĩ nó thử mà chơi trên tay cầm thì không biết chơi sao đó. Trái phải, trái đi, trái nhìn nó dễ không?
Đây còn cái tường ẩn nữa nè. Thú kiếp 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 kiếp. Tôi không quan tâm hung mạnh là cái gì đâu. Ê! Đủ đáng đó. Rồi lên được. Cái này là phải tìm con mắt bắn vô. Không, để sau này là mình đi ngắn gọn đây thôi. Còn nhảy lên phết. Mình chưa có tìm được cách để mở bản đồ nữa nha. Cái gì có 7 nữa hả? Mình dính đụng vô cái này mất máu không? Không. Dạ. Ôi ơi. Còn máu cái đạn. Bánh xe tử thân. Mới hồi máu trong lao ra cho nó ăn. Rồi cái nguyên cái vàng này nguyên vàng 7 luôn. Không để ý thiệt. Con game này chơi ác với nhau quá. Rồi qua qua. Có gì để lắp nữa. Cái gì chạy to là hình như thở tóc hả? Bây giờ đi cái map này nhìn gì nó cũng thấy sợ chứ. Đây mới thấy cái gì chưa? À, học cái trận. Lũ đạn nó đó, vậy có cái dồi phun. Đó, làm sao qua bản được. Đồ nó gớt tiêu ra này. Còn không?
Lúc nhất bắn ở bên đây nè, để mình tập được cái cục đó. Đấy, rớt. Rồi, kịp kịp. Trời ơi, trời ơi, trời. Như chơi cái bẫy hiểm. Trái phải, dòm kỹ rồi. Mấy cái photo đó tôi nghĩ là cổng dịch chuyển, sau này mình mới có thể vô đó được. Bịm nhau nữa à? Không, em này chắc là mình đi tìm đó, em siêu đó. Một cái đứa tách. Bạn là siêu chung đời đồn phải không? Tôi không nhớ đó, gặp bạn đó là Titanian con. Bây giờ mình ở đây làm gì? Chúng ta muốn phá hủy cái nhân loại này. Tại sao? Án có gì em? Cái vòng nghiên cứu của nhân loại. Bộ họ đã trở thành một cái mảnh của là phù hủy tia tia. Nói chung là nhân loại bây giờ bị biến chất rồi đó. Người có muốn phá hủy chính ngôi làng của mình, chính cái tổ ấm của mình. Để nó chưa bao giờ là tình cảm thôi. Mình sẽ mang về cho mà cái MC này một số cái mảnh của cái khối đó. Tìm tất cả các mảnh đó thì mới đầu làm lại thế giới mà. Bây giờ mình có thể là nhạc sạc được nhảy cao hơn. Đây cái gì chưa kịp đọc hết cho bờ anh đốc rồi, hình như là đi về phía tây có cái gì á. Ủa này sạc nhảy cao không sao? Trời ơi, nó khó điều khiển phết luôn á. Ngồi xuống nè, sạc đầy nè. Đó, rồi xong rồi canh cái thăm bên mình buông ra, nhấn nút nhảy. Chứ không thôi là cái ống sạc đó nó tụt liền. Nhảy phải thăm bên hơi bị kỹ nó đó. Nó kêu đi về phía tây. Lụm 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 quên nữa, cái này tiền không á. Ờ, không xem được bản đồ à? Vậy đi tới đâu nhớ tới đó hả? À?
không có đường, gửi lại thôi. Giờ này nãy đi lên lấy cái đồ đầu tiên, lấy được cái gương đó là mở ra một đống cái điểm đầu tiên đó. Bây giờ giết quái chỉ có 3 điểm thôi. Rồi phàn bên đây có cảm giác có đường với chiến quái gì đó. Đây thấy không, tăng thêm được một máu tối đa nữa. Một bản hả? Dễ quá, không đọc. Ủa? Sao đi qua bản được? Không tới. Có 5 lần thử nữa thôi. Con đường nó tới á. Giờ thôi. Ấy ơi ơi ơi. Rồi còn một máu à. Thì cái cục này văng ra mà mình động không kịp đó, nó cũng mất nó đó. Ấy, rồi. Ở chỗ này thấy quen quen vậy. Chỗ này nãy đi rồi. Ôi ôi, nó khó. Khó một cách dã man, khó tàn bạo, khó khủng khiếp. Cảm giác như ở trên có đường đó. Thôi, quay về, quay về. Ờ, đéo xuống được nó hay sao? Ngon mày qua đây. Rồi nó phui máu này hay gì. Ôi thơm. Thank you.
Đùa không khéo là cũng chết với nó đó. Ây ây ây. Bán máu lấy ba lô. Thành công. Lấy quay về đấy. Thành niên này tối ngày cũng chảy đây nó nhậu. Cái này không ngon cho lắm. Ngon gì được rồi. Rồi tìm đường hết trời. Bây giờ đi kiếm cái cổng dịch chuyển. Không có xem được bản đồ. Không có lúc nào xem được cho nó. Đi từ dưới lên chỉ có đường. Rồi dưới này là cái đầu sọ là rớt đó là chết. Chỗ này mình đi chưa ta? Gì đây? Cái MB để làm gì không biết nữa. Đi ở trên có đường nữa nha. Bây giờ ông lên được đó chưa? Rồi đơn giản đi. Cái khu này là mấy cái khu mạo hiểm về cái chỗ leo nè, leo không kéo là chuyển sinh. Nó cảnh báo mình. Cho mà đu theo chiều dọc được ta. Đi dài quá cũng khó nữa. Xong lên đùa nhau à, đừng nói nhảy qua đây nha.
không nổi. Bắt buộc phải nhảy ra rồi. Vậy, kéo đi nữa. Ủa đi đâu vậy? Bên đó thì cái gương nãy lấy rồi. Lạc đường này. Rồi có cái cổng đây. Mình cần phải đi lên chỗ này nè. Nó có chữ UT ở đây là cái gì ta? Mấy cái chấm vàng là cái gì? Đi thẳng qua, đi xuống, đi qua phải, đu thẳng dọc lên, bằng niềm. Trên bên trái này có hai đường, đường phía trên dọc đường phía dưới. Cái độ khó nó bắt đầu tàn bạo lên nữa. Được gió nữa chứ, bây giờ thêm cái hướng gió vô nữa. Ơi gió rất là mạnh luôn nghe, nó thổi mình tụt cái dốc lại luôn á. Rồi xếp 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 xếp. Cái tiết là làm sao ta? Tiết này không tác dụng gì cả. Đấy á. Ơi. Rồi gió nó hỏi mình về bên đây luôn. Quay lại sếp nữa. Rồi. Ai. Xuống rồi, xuống gió thổi vậy. Rồi
Khốn nạn con game ơi. À. Để gió cuốn đi. Rồi chuyển sinh. Còn đúng chấm máu đó. Trời ơi, cứu tinh, cứu tinh. Đấy. Nó lừa mình. Làm việc mình vậy. À, bám vô cái bên trái. Gió sẽ thổi mình qua bản. Đó, ấy gì, không bám kịp. Đi tiếp đi. Cửa này đóng rồi. Cái gì? Chỗ này là quay lại nãy mà. Bắt mình đi lên vòng. Bận đêm mà làm sao lên đó được. Không có khả năng nào luôn á. Chỉ có đi đường ở trên thôi. Bỏ tay. Con đường mà bạn. Cũng dính đạn nữa. Chỗ này nãy là mình đi qua mà. Đi hơn. Hay chứ không phải là hơn. Cho đi ngược về trời. Vậy là thôi, hôm nay ngừng tại đây thôi. Game này nó khó một cách thật khủng khiếp luôn. Ok, bye bye anh em. Game này tên là Good Shit Mod nghe. Cái này là gì? Không 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 không, còn đổi đồ khó nữa thôi rồi.
Game này là nó chỉ hỗ trợ là phím chuột thôi, chứ không chơi đến là được cái control luôn. Vẫn thể chuyển qua Game Pass được nhưng mà cực quá. Ok, một game rất là hay, rất là khó. Yếu tố sáng tạo cực kỳ cao nữa. Còn hết là cái thử thách đều dựa vào cái lối di chuyển của mình luôn. Mà di chuyển đó mà ảnh hưởng rất là nhiều thứ. Đầu tiên tốc độ chạy nè, cái thứ hai là cọng dây nè. Cọng dây nó hướng như đúng như cao su, thì cái thứ ba nữa là cái nhảy xa. Cái thứ tư nó đều bám không phải là dính vô gờ là đều nha. Dính vô gờ phải đè cái nút chuyển hướng này giữ nút nhảy nè. Nút nhảy là đè giữ cái nút chuyển hướng đó, nó mới bám thôi. Cái thứ tư nữa là sử dụng cái gió. Cái thứ năm nữa là sử dụng trọng lực. Trọng lực là đi mũi tên nó nhảy cao lên đó. Nói chung là con game này nó phức tạp, VIP luôn. Cảm ơn anh em đã xem video. Ok, bye bye.